Hai thì chào đại gia đình của kênh Thùy Long An Vlog. Hôm nay thì chia sẻ với cả nhà mình cái cách làm dưa giá nha cả nhà. Thì dưa giá, với cái cách mà làm dưa giá hôm nay thì chia sẻ là với cả nhà là cái cách làm dưa giá rất là đơn giản và rất là mau ăn nha cả nhà. Chỉ khoảng 2 giờ là mình đã có một cái thố dưa giá để mình ăn trong ngày Tết nha cả nhà. Chứ nếu mình làm 1-2 ngày thì nó rất là lâu ha. Thì hôm nay với cái công thức làm như thế nào để nó vừa đơn giản dễ làm nè, mà lại dưa giá rất là ngon luôn cả nhà. Nó không có chua dữ nè, mà nó lại nó vừa vừa thôi. Mà trong những ngày Tết này nè, mình ăn thường thường nhà nhà đều có cái nồi thịt kho tàu đúng không cả nhà. Thì với dưa giá này á, thì mình chấm múc cái nước thịt ra để mình chấm dưa giá thì ăn rất là tuyệt vời luôn, rất là ngon, đỡ ngán nha cả nhà. Thì ở đây Thí có là 2 kg giá và Thí mua khoảng 400g hẹ nha cả nhà. Thì hẹ mình bỏ khoảng chừng nửa ký đổ lại là được nha cả nhà. Mình nếu mà cả nhà thích ăn nhiều hơn nữa thì mình có thể là thêm ha. Tại vì Thí thấy là với 2 kg giá mà mình giá với hẹ Thí đã rửa sạch rồi nè cả nhà. Đó, mình trộn hẹ vào với giá 400g hẹ là mình thấy nó vừa ha. Mình còn trộn rau răm nữa cả nhà. Để Thí ra vườn hái rau răm, cái này là Thí mua. Còn rau răm ở nhà trong ba Thí, ông anh Thí trồng rất là nhiều. Cho nên để Thí ra Thí hái một mớ vô. Rồi mình sẽ trộn vô ha. Thì khi mà mình để mình gà với giá, thì mình khi mình cắt hẹ với giá thì mình hòa quyện với nhau để tránh đều lại, rồi mình đi làm cái nước để mình gà với giá ha. Đó, mình trộn lại như vậy nè cả nhà. Với cái công thức rất là đơn giản mà lại mau ăn nữa thì cả nhà mình nên áp dụng với cách này đi. Rất là lẹ có để có dưa giá ăn luôn. Thì bây giờ để Thí pha cái nước nè. Thì Thí chuẩn bị một cái nồi, thì trong đây có 2 lít nước nha cả nhà. Thì cái công thức làm thì 1 kg giá là 1 lít nước nha cả nhà. Đó, thì Thí sử dụng 2 lít nước thì cho 2 kg giá. Đó. Muối với đường thì muối thì mình 1 kg giá là 1 muỗng canh muối và 2 muỗng canh đường nha cả nhà. Cùng với 2 kg giá hôm nay Thí làm thì Thí sử dụng là 2 muỗng muối và 4 muỗng đường, thì tỷ lệ là 1:2 cả nhà, 1 muối và 2 đường muỗng canh nha cả nhà, muỗng ăn canh á. Đó, rồi mình hòa tan lên. Và thêm một cái nguyên liệu mà không thể thiếu trong cái công thức mình làm dưa giá là giấm nha cả nhà. Thì giấm thì Thí ở đây Thí đông bằng chén ha. Thí sử dụng một chén như vậy nè. Thì chén ăn cơm mình đó cả nhà, một chén hoặc hơi lưng lưng xíu là cũng được ha. Đó, thì mình hòa tan lên. Thì Thí lường trong cái chén vậy đó, thì cả nhà mình cứ sử dụng mà là tỷ lệ 1:2. Thì muối Thí nhắc lại là cái với cả nhà ha, là một là muối, hai là đường, một muối hai đường và nửa chén giấm. À, nếu mình làm có 1 kg giá thì mình sử dụng nửa chén giấm là được nha cả nhà. Đó, bây giờ Thí bắt lên bếp, Thí đun sôi lên. Thì mình đun khi mà mình thấy nước nó sôi lên là mình tắt bếp nha cả nhà. Đó, bây giờ nó sôi bồng lên rồi nè. Vừa tan đường rồi mình tắt, mình để cho thật là nguội. Bây giờ Thí để hồi nãy giờ khoảng 1 tiếng mấy rồi nó nguội rồi nè cả nhà. Đó, mà cả nhà nhìn nhớ là mình để cho thật là nguội ha. Để khi mình để vào nó không có bị xìu xuống nha, nó không bị héo theo cái kiểu mà luộc nha cả nhà. Chứ nếu mà mình để mà nó còn nước nóng á là dưa giá của mình nó sẽ bị hư, nó không ngon nha cả nhà. Đó, rồi mình cho vào. Tại vì á mình có sử dụng muối thì khi mình để vào thì nó sòm sàm như vậy nè, chút xíu nó sẽ xìu xuống nha cả nhà. Cho nên là Thí trộn luôn trong cái nồi cho nó to, nó đều, cho nó dễ trộn á cả nhà. Thì khi chút mà nó xìu mình để khoảng chừng nửa tiếng á, nó xìu xuống liền à. Rồi cái mình sẽ cho vào một cái hũ ha, cái keo gì đó mình sẽ mình gài lại rồi mình ăn dần. Đó, rau răm mình cho vào luôn. Tại Thí thích ăn rau răm nó có cay cay và nó thơm á, cho nên Thí để hơi nhiều. Còn cái nhà mình không thích nhiều thì mình có thể giảm lại cái nhà. Thì với cách này, miễn mình làm cái với cái công thức cái nước để mình ngâm dưa giá thì mình làm công thức như vậy. Còn cả nhà thì mình muốn hẹ nhiều hay ít thì mình cứ gia giảm ha, tăng hoặc giảm. Đó, Thí mới để có chừng nửa tiếng đồng hồ rồi nè, cả nhà thấy không, nó có muối nó xìu xuống cả nhà, nãy một nồi luôn á, để nhóc luôn á, Thí trộn cũng được luôn mà giờ nó xìu xuống còn phần nữa à. Thì đó, bây giờ mình sẽ cho vào một cái hũ ha. Thì mình sẽ
cho vào cái hũ mình đổ nước mình gài lại. Thì cả nhà mình để ở ngoài khoảng chừng 2 giờ là mình sẽ ăn được thôi ha. 2 giờ là mình ăn được. Cho nên là 2 giờ là mình đã ăn được rồi. Thì cho nên là sau 2 giờ đó mình ăn hay là không ăn gì mình cũng đem để vào trong ngăn mát tủ lạnh. Thì với cái cách này thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh đó, mình bảo quản mình ăn bao lâu nó cũng hư cả nhà. Cho nên là với Thí thấy với cách làm đó, nó vừa mau ăn mà lại mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mình ăn bao nhiêu ngày nó cũng không hư cả nhà. Thì mình để vào đó, cả nhà biết sao mình để vào ngăn mát không? Tại vì khi mà mình làm nó sẽ có cái độ chua nó lên men rồi, mình không bảo quản trong ngăn mát thì nó sẽ bị ôi ha, và nó sẽ thật là chua, mình ăn không có nổi. Cho nên là cả nhà mình khi mà sau 2 giờ mình nó ăn được rồi thì cả nhà mình để vào ngăn mát tủ lạnh. Mình để tối đa ở bên ngoài là khoảng chừng 4 giờ thôi chứ không để nhiều nha cả nhà. Nếu mình để ngoài thì rất là chua ha, ăn không có nổi. Đó, mình cho nước vào hồi nãy nè. Hai cái giá cả nhà thấy không, nó xìu xuống là nước vừa y luôn á. Vào một cái hũ, này hũ 5kg mà thí gài hai cái giá với lại 400g hẹ. Thì nước, 2 lít nước nó vừa y luôn cả nhà. Đó, thì với cái cách này thì mình để mình có ăn trong ngày Tết hoặc ngày thường mà mình ăn mà mình có nước cá, nước thịt gì mình thích kho cá, kho thịt để mình chấm thì nó rất là ngon cả nhà. Ăn rất là ngon luôn, ngon hơn dưa cải luôn á cả nhà. Mấy lần Thí về trên nhà má Thí làm ăn rất là ngon cả nhà. Cho nên Thí đã học công thức và hôm nay Thí chia sẻ với cả nhà mình ha. Thôi Thí dừng video đây, nếu cả nhà thấy video hết thì nhớ tặng Thí một like ha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thí làm những video tiếp theo hay hơn. Thí bye.